Kính chào quý vị và các bạn. Đang truyền hình địa phương kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình Quảng Ninh thực hiện với phần tin phản ánh một số hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội vừa diễn ra trên địa bàn và phóng sự phản ánh về kết quả thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Quảng Ninh thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Qua hơn 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến cuối năm 2017, Quảng Ninh có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Hiền Ninh và Duy Ninh. Như vậy đến nay, huyện Quảng Ninh đã có 7 trên 14 xã về đích nông thôn mới là Lương Ninh, Vịnh Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Hiền Ninh và Duy Ninh. Tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 221 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 15 tiêu chí. Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức, thực hiện có hiệu quả chương trình. Phần đầu đến cuối năm 2018, có thêm 2 xã về đích nông thôn mới là xã Vạn Ninh và Gia Ninh. Các xã còn lại tăng thêm từ 2 đến 3 tiêu chí. Xã miền núi Trường Xuân, huyện Quảng Ninh có gần 14.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 3.740 ha rừng trồng, chủ yếu là bạch đàn và thông nhựa, nên nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống cháy rừng. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong mùa nắng nóng khô hanh, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã gồm 27 thành viên, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời chỉ đạo các thôn bản, các chủ rừng thành lập củng cố 10 đội tổ xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã Trường Xuân cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các thôn bản và chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân, chính quyền xã Trường Xuân còn tổ chức kiểm tra thực địa, chỉ đạo các chủ rừng phạt dọn, xử lý thực bì, tạo đường băng cản lửa với diện tích xử lý đạt trên 80%. Đồng thời tu sửa các công trình phòng cháy chữa cháy rừng và mua sắm các dụng cụ trang bị cho các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 2018. Quý 1 năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh đã huy động vốn gần 30 tỷ đồng, đạt gần 36% kế hoạch, tăng gần 3 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó huy động vốn từ các tổ chức cá nhân đạt trên 19 tỷ đồng, huy động tiền gửi của các tổ viên tổ vay tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng. Những đơn vị có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao đó là xã Vĩnh Ninh đạt gần 97%, Trường Xuân đạt 91%, Lương Ninh đạt 90%. Doanh số cho vay trong quý 1 đạt gần 34 tỷ đồng, với hơn 1.000 lượt khách hàng vay vốn. Những chương trình có doanh số cho vay lớn bao gồm vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Chất lượng tín dụng được đảm bảo với tổng nợ của Hàn và nợ khoanh khoảng 342 triệu đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ, giảm gần 9 triệu đồng so với đầu năm 2018. Ngoài đánh giá lại những kết quả hoạt động của quý 1, hội nghị cũng đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100 của Chính phủ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi ở địa phương, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Thôn Trung Quản, xã Duy Ninh vừa tổ chức lễ đón nhận rất nhiều thôn văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2015-2017. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong 3 năm qua, nhân dân thôn Trung Quản luôn đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ vậy đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thôn Trung Quản đã huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang đồng bộ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong thôn xóm được giữ vững. Cán bộ và nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cả quy định của địa phương, thực hiện tốt quy ước hương ước.
hàng năm có gần 88% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành. Với những kết quả đáng ghi nhận, thôn Trung Quán được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh công nhận danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2015-2017. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, những năm qua, huyện Quảng Ninh đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào hiến máu tình nguyện được duy trì và từng bước triển khai sâu rộng trong cán bộ, viên chức, công chức và người lao động, nhất là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Hiến máu cứu người, hành động nhân văn đó đã tạo nên sức lan tỏa, trở thành lối sống đẹp đầy ý nghĩa và nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, nhằm sẻ giọt máu đào, trao đời sự sống, mang lại niềm tin hy vọng cho những người bệnh, kịp thời giúp đỡ họ vượt qua hiểm nghèo. Huyện Quảng Ninh đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện với sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Với thông điệp hiến máu cứu người, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, mỗi năm huyện Quảng Ninh có trung bình từ 800 đến 1.000 người tham gia hiến máu tình nguyện. Nét mới trong công tác tuyên truyền vận động và quan tâm hỗ trợ cho người hiến máu của năm nay là các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như các thủ trưởng các cơ quan ban ngành đã quan tâm động viên hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất. Đặc biệt là huyện Quảng Ninh đã trích ngân sách để hỗ trợ cho những người tham gia hiến máu một phần kinh phí để tham gia hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao nhất. Cùng với việc kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, hàng năm Quảng Ninh xây dựng kế hoạch vận động, mỗi năm thực hiện 2 đợt hiến máu và giao chỉ tiêu cho từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. Năm 2017, qua 2 đợt hiến máu tình nguyện, toàn huyện đã thu được 735 đơn vị máu, đạt 123% kế hoạch đề ra. Và trong đợt 1 năm 2018 này, có 750 cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên của các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tham gia hiến máu tình nguyện với kết quả thu được là 450 đơn vị máu, đạt hơn 70% kế hoạch cả năm. Công đoàn cũng đã vận động anh em, hàng năm thì cũng đi hiến máu đầy đủ và đạt chỉ tiêu mà đã đăng ký. Thì anh em cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình. Rất là nhiều đoàn viên đăng ký, nhưng mà công đoàn cũng phải là chọn những cái đoàn viên này có những cái tiêu chuẩn đầy đủ sức khỏe để đảm bảo cái hiến máu tình nguyện được đạt kết quả cao. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện trách nhiệm của mỗi một công dân đối với cộng đồng. Tất cả các tổ chức cá nhân tham gia hiến máu đều thể hiện tinh thần tự nguyện cao. Nhiều cá nhân đã có trên 15 lần tự nguyện hiến máu cứu người. Những giọt máu hồng mà cán bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh tự nguyện hiến với tinh thần nhân văn cao cả, góp phần quan trọng nhằm đảm bảo lượng máu dự trữ trong cấp cứu và điều trị, chung tay cứu sống người bệnh qua cơn hiểm nghèo. Nhận thức cái việc hiến máu nhân đạo đó là một kỳ nghỉ cứu cao đẹp, giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Cho nên trong những năm vừa qua thì bản thân tôi thường xuyên là hiến máu. Thì những năm gần đây thì một năm là 2 lần. Tính tới thời điểm này thì tôi hiến máu tới 14 lần rồi. Và thường xuyên là vận động những người thân trong gia đình như là vợ, con, anh, chị, em. Bản thân tôi thì cũng hiến máu rất là nhiều năm rồi. Lần này là lần thứ 17. Thì trong những năm trước thì gia đình tôi thì bản thân tôi đi một mình, nhưng mà lại 2-3 năm gần đấy thì vận động cả con rồi cả chồng thì tiếp tục đi một năm như vậy là hiện 2 lần. Nói chung thì cũng trong gia đình thì cũng rất là gương mẫu, vì một phần là chồng con thôi, thấy là bản thân tôi đi hiến máu rất là nhiều lần nhưng mà vẫn khỏe bình thường, cho nên là tự nguyện tham gia. Để phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả các tầng lớp nhân dân, thời gian tới, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo của việc hiến máu cứu người, đồng thời quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời cho những tập thể cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện, để lễ hội Xuân Hồng là sự kiện đầy ý nghĩa của lòng nhân ái, là điểm hẹn của những trái tim nhiệt huyết với phong trào tình nguyện.
Đài truyền hình địa phương do Đài truyền thanh truyền hình huyện Quảng Ninh thực hiện đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.